Lô xe hôm nay thì có xe dưới 3 triệu vẫn có nha các bạn, xe dưới 5 triệu vẫn có, mà lô xe tất cả các lô xe thì đa số là dưới 10 triệu các bạn. Đó, là lô xe hôm nay là dưới 10 triệu. Đó. Nhưng mà dưới 3 triệu thì vẫn có nha các bạn, còn tầm trung thì dưới 5 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá luôn nha. Sirius 8 triệu nha các bạn. 8 triệu. Xe thì có bánh mâm thánh đĩa đàng hoàng luôn các bạn. Đó, chỉ có 8 triệu thôi, dưới 10 triệu các bạn. Giấy tờ đầy đủ luôn nha các bạn. Tiếp tục nữa là chiếc Quay Alpha 4 triệu nha các bạn. 4 triệu các bạn. Thì mình cũng nói rõ với các bạn, đây là những đây là cái lô xe mà cũng khá là lâu rồi nha các bạn. Mấy chiếc xe này cũng nằm trong kho bên shop khá là lâu rồi, thì hôm nay thì shop mới đem ra rửa rồi thanh lý cho các bạn. Nên cái giá nó thì cực kỳ rẻ. Hồi trước kia thì bên shop thì đấu giá theo lô các bạn, của bên thanh lý á, bên công ty á. Sau đó thì bây giờ thì bên shop thanh lý lại cho các bạn. Hồi trước kia là đấu giá theo lô, cái số lượng nó nhiều lắm các bạn, cả trăm cả ngàn chiếc. Rồi bây giờ thì mới bắt đầu là bán lần ra. Chiếc này thì giá là 3 triệu nha các bạn. 3 triệu. Chập nữa có mấy chiếc Super Dream với lại Dream Thái các bạn. Tại vì là nhu cầu của người mà tiêu dùng các bạn, người mà công nhân hoặc là lao động thì họ rất là thích mua với những chiếc xe như thế này. Tại vì giá nó rẻ nên là họ rất là thích mua. Nên là shop vẫn ưu tiên. Nên là shop tiếp tục ra những cái video mà xe giá rẻ. Nhưng xe này thì xe giá thấp nhất rồi nha các bạn. Còn cái giá cao hơn thì những chiếc xe tốt hơn thì shop sẽ làm video sâu các bạn. 4 triệu nữa nha các bạn. Quay Alpha nha các bạn. Quay Alpha của Honda nha các bạn. Không phải xe Trung Quốc nha. Chiếc nào Trung Quốc thì mình nói Trung Quốc. Mà chiếc nào Honda thì nói Honda nha các bạn. Super Dream các bạn. Super Dream này. Chiếc này thì giá nó cũng rẻ thôi, chỉ có 5 triệu rưỡi thôi nha các bạn. Super Dream 5 triệu rưỡi. Giấy tờ đầy đủ hết cho các bạn luôn. Xe thì cũng đã qua sửa chữa rồi nha các bạn. 7 triệu 500 nha các bạn. 7 triệu 500. Sirius bạn. Tuy là cái xe nó hơi cũ nhưng mà cái chất lượng của xe thì vẫn còn tốt bạn. Cái máy nó vẫn êm, máy êm. Dàn áo thì vẫn bình thường, không có bể nứt hay gì hết bạn. Xe này thì mất cái bọc sơn rồi nha các bạn. Tại vì xe dành cho người lao động nên là cái xe nó hơi cũ. Với lại cái giá thành nó cũng rẻ các bạn. Một chiếc Sirius nữa các bạn. Chiếc này thì giá là 8 triệu 500 nha các bạn. Cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết bạn. Xe năm 2016 nha các bạn. Video hôm nay thì xe rất là rẻ các bạn. Nó rẻ hơn so với nhiều cái video khác. Mà cũng là xe chính hãng cũng có, xe Trung Quốc cũng có. Lộn xộn xì bằng hết. Chiếc Queen nha, Queen thì dành cho những cũng dành cho người lao động thôi, chứ không có dành cho người đi chơi đâu. Video này là dành chủ yếu là dành cho người lao động nên là xe nó sẽ rẻ. Chiếc này thì 2 triệu rưỡi nha các bạn. Một chiếc Queen 2 triệu rưỡi. Mấy chiếc xe mà dưới 5 triệu thì mình nghĩ thì các bạn không có cần sang tên đâu nha các bạn. Chỉ cần giữ cầu gạt gốc nó được rồi. Còn những chiếc xe nào mà trên 5 triệu, ví chẳng hạn như chiếc Black này, thì trên 5 triệu thì shop cũng sang tên cho các bạn. Còn mấy chiếc mà rẻ rẻ hơn dưới 5 triệu thì các bạn giữ cầu gạt gốc được rồi nha. Không có cần làm sang tên. Chiếc này thì 7 triệu rưỡi nha các bạn. Black của hãng Honda. 7 triệu rưỡi. Bánh mâm, thanh đĩa đàng hoàng. Xe thì mới rửa ra nên là nhìn cũng được. Nói chung là cũng ok nha các bạn. Rồi một chiếc Quay Alpha nữa các bạn. Quay Alpha. Chiếc này thì giá là 5 triệu rưỡi nha các bạn. Một chiếc Quay Alpha mà chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Tại vì mấy cái xe này là đời cũ, đời 2011, 2012. Bên shop thì hồi trước thì đấu giá theo lô của bên thanh lý xe 7. Rồi cây là bên shop bây giờ đây mới bán lại cho các bạn. Nên là nó có cái giá nó sẽ rẻ hơn so với ngoài thị trường.
Rồi chiếc này thì 1,5 triệu hả, 1,5 triệu thôi nha các bạn. Bạn nào cảm thấy hốt được thì hốt, mà không hốt được thì shop giữ lại. Xe vẫn hoạt động tốt nha. Tuy là nó cũ một xíu thôi, tại vì để lâu nó cũ thôi, chứ không phải là xe đi nhiều nó cũ các bạn. Lô xe này thì cũng khá lâu rồi, nhưng mà bữa giờ thì shop cũng không có, chưa có lấy ra. Này bắt đầu lấy ra thanh lý. Quay Alpha nữa nha các bạn. Xe này thì có bánh mâm nha các bạn, nhưng mà không có thiên đĩa. À, chiếc này 3,5 triệu các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cái video về để mà ai có nhu cầu họ mua xe thì họ mua nha các bạn. Tại vì cái lô này nó khá là rẻ luôn. Lô này là cái lô cũng khá lâu rồi nên là nó rẻ. Mai mốt mà là shop sẽ đăng lên những chiếc xe thì lô đẹp hơn, với những chiếc xe mà VIP hơn các bạn. Rồi một chiếc nữa, chiếc này thì 4 triệu nha các bạn, cũng là quay Alpha luôn, của hãng Honda luôn. Shop nói chung là shop chỉ rửa ra thôi nha các bạn, chứ không có đánh bóng hay không có làm cái gì bất cứ cái xe hết. Trường hợp cái xe nó hư thì bên shop mới hư nhẹ thì bên shop sẽ sửa qua, còn nếu như hư nặng thì bên shop sẽ giữ lại nha các bạn. Bên shop thì cũng không có bán những chiếc xe mà hư nặng cho các bạn đâu. Một chiếc Super Dream nữa các bạn. Đó, xe này thì nguyên riêng hết nè các bạn, máy cũng chưa có làm này, dàn sườn này cũng chưa có làm, chưa có sơn lại luôn nè các bạn. Nói chung mọi thứ nó thấy nó cũng còn riêng nhiều các bạn. Đó, chiếc này thì giá 7 triệu nha các bạn, Super Dream. Máy chưa có bông nha các bạn, dàn sườn cũng chưa có làm, sườn không có mục nha các bạn. Một chiếc Sirius FE các bạn. Chiếc này thì giá là 9 triệu nha các bạn, 9 triệu. Các bạn lưu ý nha, là bên shop là không có yêu cầu ai phải cọc bất cứ 1.000 nào hết nha các bạn, và cũng không có nhận tiền cọc bất cứ của ai hết, nên các bạn là lưu ý. Ai mà có gọi điện các bạn hay là nhắn tin các bạn mà nói đòi tiền cọc hay gì đó thì các bạn thì đó là lừa đảo nha các bạn. Còn bên shop thì chỉ có xài một cái Facebook ở dưới cái phần giới thiệu của kênh á, thì bạn vào đó để nhắn tin trực tiếp qua cho shop nha, để mà shop tư vấn cho nó rõ ràng. Hiện tại thì cũng có rất là chỗ họ gia danh bên shop bạn, thì các bạn lưu ý để tránh cái lừa đảo, nó là không có nên cọc tiền hay là làm cái gì hết nha các bạn. Các bạn trước khi các bạn nhắn tin thì các bạn kiểm tra xem là có phải là của shop không hay là của ai nha. Chiếc này thì 3 triệu nha các bạn, một chiếc Queen Sulfat. Rồi một chiếc rim Thái cũng khá là đẹp nữa nè các bạn, shop cũng mới là rửa ra, kiểm tra rất là kỹ càng cho các bạn, khá là đẹp luôn. Chiếc này thì giá là 7 triệu bạn. Bạn muốn xem rõ ràng hơn nữa thì nhắn tin qua để shop gửi chiếc xe cho các bạn xem cho nó kỹ hơn nha. Thì ai cũng như vậy, trước khi mua xe thì chúng ta phải kiểm tra xe trước rồi chúng ta mới mua. Khi nhận hàng cũng vậy, chúng ta cũng kiểm tra xe lại. Nếu mà xe chất lượng thì chúng ta nhận, mà xe không chất lượng thì chúng ta trả về. Bên shop thì chịu hoàn toàn tiền phí hết nha các bạn. Chiếc Jupiter nha các bạn, Gravita. Chiếc này thì giá cũng mềm thôi các bạn, 7 triệu rưỡi nha. Vẫn là bánh mâm, thanh đĩa luôn. Xe này thì đẹp nha các bạn, xe này khá là đẹp luôn, sạch sẽ gọn gàng, cũng còn phụ tùng còn mới chứ không có xét. Sirius nữa nha các bạn. Chiếc này thì 9 triệu nha các bạn, tại vì xe này còn mới nha các bạn, còn mới rất là đẹp luôn. Xe này cũng chạy chỉ có mười mấy ngàn cây thôi các bạn, mà nằm trong kho của shop thì cũng 2 năm rồi, nên là vẫn còn mới chứ chưa phải là xe chạy ở ngoài đường nhiều. Rồi chiếc Quay S này giá là 6 triệu rưỡi nha các bạn, chiếc này cũng là cái chiếc cuối cùng luôn. Rồi các bạn nhớ liên hệ trực tiếp qua shop nha, đừng có để lại số điện thoại bất kỳ ở nơi đâu hết, tại vì có rất là nhiều người họ giả danh lừa đảo, shop cũng nhắc các bạn rất là nhiều. Rồi shop cũng chào tạm biệt bạn luôn nha, hẹn các bạn là video tiếp theo nữa.
Tiếp theo nữa thì shop cũng sẽ làm nhiều lắm, rất là đa dạng nha các bạn.